Vương phủ, chắn online sân đình, khu thi đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Vương gia chiến 2019 là giải đấu đẳng cấp, là sân chơi thể hiện bản lĩnh của các chắn thủ vương gia. Một mùa giải sôi động và ngập tràn cảm xúc thăng hoa đã thành công tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua. Số lượng vương gia đông đảo. Vương gia đại chiến 2019 quy tụ 56 vị chắn thủ vương gia. Trong đó có nhiều nhân tố mới khiến cho cộng đồng vương phủ càng thêm sôi động và nhiều màu sắc. Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Tổng giá trị giải thưởng hiện vật lên tới hơn 60 triệu đồng. Riêng những vương gia phải dừng chân ở vòng tứ kết cũng nhận được quà tặng 2 tỷ bảng. Đó là một nét mới trong mùa giải năm nay. Đồng hành cùng Vương gia Đại chiến 2019 là chương trình tường thuật trực tiếp toàn bộ các ngày thi đấu trên mọi kênh sóng truyền thông. Đặc biệt, có một số chương trình xòe bài ngửa thi đấu trực tiếp rất hấp dẫn, tạo cảm giác hứng thú, thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Thể thức thi đấu hấp dẫn, có nhiều nét thay đổi đáng chú ý, góp phần làm tăng tính hấp dẫn, có nhiều tình huống cạnh tranh nghẹt thở, giành giật từng điểm số, đầy tính bất ngờ cho đến phút chót. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những khoảnh khắc ấn tượng của mùa giải Vương gia Đại chiến 2019.